Hãy
Lại chị ạ, quay à? Quay thôi. Đây trận thứ mấy anh? Cả hai bên đều là trận. Trận đầu là đôi nào? Đâu, trận đầu là đơn. Ba trận đơn. Được. Tiến mình đánh nhá. Tiến mình đánh trận này. Chắc chắc chắn lắm không? Thế xem, nói chung là xem trận này. Kiểu nó lệch lệch quá thôi. Nó không được hiểu. Ừ, xem một trận phát đánh trận này. Phát đánh với ai? Này đánh này cảm giác kiểu trình độ nó không đầy quá. Làm cứ đợi đôi nam. Cháu cháu nha. Anh ơi. Còn sao ạ? Lần này đi vui quá nhỉ. Mình nhà gái sắp ra trường rồi. Em học thì anh không biết đâu. Lần này giảng dường ý là đi chơi vì vụ chắc định lấy bằng thôi. Bọn nó nhiều cái món kiếm ăn đều quá, mình không làm được. Đi chơi suốt ngày mới ra tiền. Xin mời hai vận động viên Hoàng Anh và Hải Đăng. Mời Hoàng Anh và Hải Đăng di chuyển về tập kết. Chụp ảnh đẹp đấy, mời đi Sơn Đòn đấy. Đã được mời đi chụp ảnh này. Bao tiền rồi. Em nhiều người bảo chụp kiểu kỳ yếu nhưng mà không chụp kiểu hay mà anh một ngày 800 đấy nhưng mà chẳng qua này chụp chưa đâu sẵn rồi đấy thì chụp chụp ảnh kinh doanh ấy mình làm đấy đây anh ơi ui đâu cái này thì lẻ ba ba trận thì 100 này 100 à 100 đen tem tin vào mấy cái chân xịn thì cũng thích nhưng mà không cần thiết đâu chống rung mà nó nặng kết thúc trận đấu đơn trên sân số 2. Trận bán kết đồng đội nam giữa Công an Nhân dân và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh tạm dẫn với tỷ số 2-0. Bán kết thì tận 4 đội cơ mà đúng không? 3-0 là được rồi. Nhưng mà bên này sẽ được xem đôi nam. Mà bên Hồ Chí Minh chắc là không được xong. Hồ Chí Minh liệu có vô được không? Hồ Chí Minh ăn chắc rồi. Hồ Chí Minh cường này chắc là được. Bên 3 cường thì anh em cũng được. Rồi cái anh đưa qua cho anh em. Nhìn quốc tế không có mềm. Mang như Olympic trẻ rồi. Thank you.
vợ anh ở nhà làm gì ạ? Một kinh doanh yếu được không anh? Kinh doanh bán quần áo. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 2, bán kết đồng đội nam giữa Công an Nhân dân và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đơn thứ 3 được diễn ra giữa hai vận động viên Nguyễn Hoàng Anh đại diện đội Công an Nhân dân thi đấu với vận động viên Nguyễn Hải Đăng đại diện đội Thành phố Hồ Chí Minh. Điều hành trận đấu trong tài chính Quốc Anh, thủ thành giao cầu Thu Hà. Quảng cáo là tự quảng cáo ký với mình hay là tự có trẻ